Yu là tớ Cáo đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cửa Sổ Originals. Có thể các bạn đã biết, đây không phải là video đầu tiên chúng mình làm về series Danganronpa. Nếu bạn nào chưa xem thì hãy nhấn ngay vào đường link dưới phần mô tả nhé. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục series nhưng không phải là cốt truyện, cũng không phải là phân tích mà đó chính là top 8 nhân vật được yêu thích nhất trong series Danganronpa. Cũng xin lưu ý rằng, top nhân vật được khảo sát dựa trên dữ liệu tìm kiếm của Google Search và Google Trend tính đến năm 2020. Và mình sẽ tổng hợp lại và sắp đặt ngẫu nhiên. Thứ tự kể tên nhân vật cũng không có tính chất xếp hạng đâu nhé. Ok, bắt đầu thôi. À, xí quên, chúc mừng năm mới. May all your new year wishes come true. Hey, Tom. So với những câu chuyện cổ tích thường nghe. Hey, xin chào anh em, tôi sẽ ra ngoài. Đó. Nhân vật đầu tiên trong danh sách này chính là Junko Enoshima. Có thể nhiều bạn sẽ, Junko là nhân vật phản diện cơ mà. Đúng là vậy, nhưng nếu tính theo số đông thì Junko vẫn rất được yêu thích. Dĩ nhiên là bị ghét cũng nhiều. Tính đến năm 2020 thì Junko đã trở thành nhân vật có lượng tìm kiếm cao nhất series. Cô là trung cuối của Danganronpa với danh hiệu là Super High School Level Fashion Girl. Junko được sinh ra với năng lực siêu phân tích, tiên đoán được những sự việc tiếp theo dựa trên những sự việc đã biết ở hiện tại. Tài năng đó đã khiến cô luôn có khả năng đi trước người khác một bước. Junko gần như luôn thành công, thậm chí biết trước rằng mình sẽ thành công thế nào. Về ngoại hình, Junko sở hữu một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu với thân hình chuẩn. Việc cô được yêu quý và mau chóng nổi tiếng không phải là chuyện lạ. Ở độ tuổi 16, cô đã là người mẫu thời trang nổi tiếng của Nhật Bản, mau chóng được Hope's Peak Academy tuyển vào học tại khóa 78. Không có nhiều thông tin về quá khứ của Junko, chỉ biết rằng cô là em gái song sinh với Mukuro Ikusaba. Hai chị em từng có thời gian sống như trẻ vô gia cư. Junko cũng đã từng đề cập rằng cô ghét chính sự ra đời của mình, việc cô ra đời là một sai lầm của tự nhiên. Cô từng có một người bạn thân thời thơ ấu, cũng là một siêu tài năng, Yasuke Matsuda. Tại học viện, họ gặp nhau và yêu nhau. Với một người con gái như Junko Enoshima, có một cuộc đời như thế quả thật là chán. Việc thường xuyên biết trước được mọi chuyện khiến cho cô chán nản với mọi thứ, hy vọng là thứ có thể dễ dàng đoán trước. Chỉ có tuyệt vọng mới đem lại những kết cục không thể ngờ tới. Nó khiến cho Junko thích thú. Vậy nên, cô đã lợi dụng các học sinh đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng, thành lập Super High School Level Despair để họ đi giết người, khủng bố, tẩy não và phát tán sự tuyệt vọng ra toàn thế giới. Thậm chí, Junko không ngại giết và hy sinh bất cứ ai để đạt được mục tiêu của mình, kể cả những người mà có lẽ cô thực sự quan tâm và yêu mến. Junko chỉ muốn nhìn thấy một thế giới chết chóc, điều đó làm cho cô vui. Quả thật, Junko là một thiên tài. Trong các sự kiện, cô cũng vinh dự được các game thủ cosplay rất nhiều trên thế giới. Nhân vật tiếp theo trong danh sách là Makoto Naegi. Cậu là nhân vật duy nhất xuất hiện trong tất cả các tác phẩm chính của series. Tên của cậu, Makoto, có nghĩa là sự thật, còn Naegi thì có nghĩa là cây non. Tài năng của Makoto là tuyệt đỉnh may mắn, sau này cậu trở thành tuyệt đỉnh hy vọng. Trong novel Makoto Naegi's Secret File đã tiết lộ rằng lúc đầu Makoto không phải là học sinh được chọn cho danh hiệu tuyệt đỉnh may mắn của khóa 78 mà là một người khác. Vào cái ngày mà học sinh đó được chọn, Makoto bỗng nhiên trải qua một chuỗi sự việc xui xẻo. Nhưng chuỗi xui xẻo đó đã khiến cho Makoto bắt được một tên trộm đá quý, thậm chí còn vô tình đốt mất thư mời của học viện gửi cho học sinh may mắn kia, khiến cho học viện phải lựa chọn lại lần nữa và Makoto đã trúng tuyển. Từ đầu, Makoto đã được xây dựng với hình tượng một nhân vật chính thiếu cá tính riêng. Nhờ vào sự bình thường của mình, những học sinh khác dễ thả lỏng và tâm sự với Makoto hơn. Và cũng chính vì bản chất tốt bụng, ít khi đánh giá người khác của cậu ấy, Makoto tin rằng hy vọng có thể lây lan. Cậu đã nỗ lực đánh bại Junko, bảo vệ tàn dư của tuyệt vọng trong chương trình Thế giới Neo. Lý tưởng vững chắc và sự lạc quan của cậu cuối cùng cũng có thành quả. Ngoài ra, Makoto cũng nổi tiếng về mối tình của cậu. Khi học cấp 2, Makoto dường như đã cảm nắng Sayaka. Cậu thích xem những màn biểu diễn của cô ấy. Tiếc là mối tình này đã kết thúc trong phần Trigger Happy Havoc. Lên trung học, Makoto đã chuyển sang có tình cảm với Kyoko trong 2 năm học của khóa 78. Mukuro, chị gái Junko thì lại có tình cảm đơn phương với Makoto. Một mối quan hệ thật là phức tạp. Nhân vật thứ 3 có trong danh sách chính là Kyoko Kirigiri. Từ khi còn là một đứa trẻ, Kyoko đã được đào tạo thành một thám tử.
cô được công nhận là thám tử chính thức khi mới 13 tuổi và có số hiệu của riêng mình là 919. Bố của cô, Jin Kirigiri, là hiệu trưởng của Hope's Peak Academy. Ông đã bỏ đi sau khi mẹ Kyoko mất. Trong Danganronpa, Kyoko là một cô gái bí ẩn, không hay giao tiếp và cũng ít tin tưởng vào người khác. Lý do là tình cảm dễ làm sai lệch suy luận và sự thật. Kyoko thường giữ khoảng cách với các học sinh khác trong khi điều tra. Cô không muốn hợp tác và tự mình thực hiện hầu hết việc điều tra. Nhưng ẩn sau tính cách lạnh lùng như đá ấy của Kyoko, cô dường như rất dễ buồn bã về mặt tình cảm. Điều này đã bị che lấp bởi ý chí mạnh mẽ. Trong phiên tòa, Kyoko đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết những bí ẩn về thủ phạm, giúp các học sinh nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan và không đi đến kết luận vội vàng. Dần dần, Kyoko đã trở thành đồng minh có giá trị của Makoto. Sau trò chơi giết người ở phần 1, Kyoko quyết định tin tưởng vào Makoto và những người bạn sống sót, tin rằng họ sẽ mang đến hy vọng cho thế giới tuyệt vọng trong tương lai. Tiếp theo là nhân vật chính trong Danganronpa 2, Goodbye Despair, Hajime Hinata. Tên của cậu, Hajime thì có nghĩa là sự khởi đầu, còn Hinata có nghĩa là hướng về mặt trời. Ta có thể hiểu tên đầy đủ của cậu có nghĩa là sự khởi đầu của một ngày mới. Và thật trùng hợp khi cậu sinh vào ngày 1 tháng 1, ngày đầu tiên của năm. Ban đầu, cậu là một học sinh bình thường, không có tài năng ở khóa dự bị của Hope's Peak Academy. Khác với Makoto luôn nhẹ nhàng và lịch sự, Hajime lại thẳng thắn chỉ ra những điểm cậu ấy không thích ở những người khác, một cách thành thật chứ không phải kiểu mỉa mai. Thi thoảng thì hơi mất kiên nhẫn và tức giận với những hành vi quá đáng của người khác. Dù vậy thì Hajime nói chung vẫn là một người dễ chịu và thoải mái. Cậu ấy rất dễ kết bạn với người khác. Mặc dù mạnh mẽ và luôn tiến về phía trước, Hajime lại cảm thấy tự ti về việc bản thân không hề có tài năng và luôn cố che giấu điều đó với người khác. Trong số tất cả các học sinh, Hajime có mối quan hệ đặc biệt nhất với Chiaki Nanami. Cô rất quan trọng với cậu và là một trong những lý do khiến cậu tham gia vào dự án Kamakura. Cậu muốn trở thành một con người hoàn hảo, xứng đáng khi đứng cạnh cô ấy. Tuy nhiên, Hajime không ngờ được việc mình sẽ bị mất ký ức. Cậu trở thành Izuru Kamakura và nhận được danh hiệu tuyệt đỉnh hy vọng. Sau này, nhân cách của Hajime và Izuru đã sắp nhập làm một. Họ tiếp tục tồn tại dưới danh tính Hajime Hinata. It doesn't make a difference whether you have a talent or not. I mean, that isn't the end goal. Đây là một câu nói truyền cảm hứng của Chiaki Nanami. Chiaki có nghĩa là ngàn mùa thu, còn Nanami nghĩa là bảy đại dương. Một cụm từ cổ đại, được sử dụng như một cách diễn đạt cho tất cả các đại dương trên thế giới nói chung. Cô là lớp trưởng lớp 77B với danh hiệu Super High School Level Gamer. Chiaki là một người trầm lặng và có hơi rụt rè, nhưng mỗi khi thảo luận về game, cô sẽ trở nên sôi nổi và cực kỳ tập trung. Trong Danganronpa, Chiaki rất lạc quan và luôn tràn đầy hy vọng, đặc biệt là tin tưởng vào bạn bè hơn bất cứ thứ gì, tin hơn cả game, luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn bè thành công, đặc biệt là Hajime Hinata. Thật đáng tiếc, những nỗ lực của Chiaki là không đủ. Khi mà Junko gia nhập học viện, cô ta đã tàn phá lớp 77, khiến cho nhiều học sinh rơi vào tuyệt vọng. Chiaki cũng là nhân vật có số phận đáng buồn nhất. Mỗi khi phản nhắc đến Chiaki, họ đều tỏ ra tiếc nuối. Tiếp theo, mình muốn đề cập với các bạn nhân vật gây tranh cãi nhất trong series Danganronpa. Đây quả thực là một nhân vật rất phức tạp, đó chính là Nagito Komaeda. Cậu đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện và chất xúc tác trong một số sự kiện. Cuộc đời của Nagito có thể nói là trong cái rủi lại có cái may. Cậu được tuyển vào Hope's Peak Academy với danh hiệu là Super High School Level Good Luck. Bất chấp mọi tranh cãi, Nagito là một trong những phản anh hùng nổi bật nhất trong Danganronpa. Cậu ta cực kỳ kiên trì trong việc hướng tới hy vọng, sẵn sàng hy sinh những người khác vì cả bản thân. Điều này đã dẫn đến việc bị mọi người xa lánh, thậm chí là cả cô lập. Khi các học sinh bị tẩy não và yêu Junko một cách điên cuồng, Nagito lại nảy sinh những cảm xúc kỳ lạ, vừa yêu vừa hận Junko và coi cô như là kẻ thù không đội trời chung của mình. Nhìn chung, Nagito có vẻ hơi lạc lõng với cảm xúc của chính mình, cậu thiếu tế nhị mà không hề nhận ra điều đó. Nhưng dù sao, chính những điều cậu ấy làm là do ảnh hưởng của một quá khứ bất hạnh. Những gì cậu ấy nói đều chân thành và cũng là một kẻ cô đơn. Trong fandom, các fan thì thường hay gắn ghép Nagito với Hajime và thường trêu cậu là Nagito. Một fan phát khác, Nagito Komaeda là một phép đảo ngữ của Naegi Makoto Da, nghĩa là tôi là Makoto Naegi. Why do you guys hate lies so much? Đây là một câu nói của Kokichi Oma, xuất hiện trong Danganronpa V3 Killing Harmony. Tên của cậu, Kokichi nghĩa là may mắn nhỏ, còn Oma nghĩa là vua ngựa,
ám chỉ đến danh hiệu Super High School Level Supreme Leader. Kokichi là một chàng trai có vẻ ngoài ngây thơ với khuôn mặt tinh anh, cô thích chơi khăm và trêu chọc người khác, đôi khi theo những cách khá là xấu tính. Đặc điểm nổi bật của Kokichi chính là dối trá. Xuyên suốt trò chơi, Kokichi liên tục nói dối để chuyển hướng mọi thứ nhằm đạt được điều cậu ấy muốn. Với kỹ năng diễn xuất đáng chú ý của bản thân, Kokichi có khả năng che giấu ý định rất tốt, đến mức các học sinh khác không bao giờ có thể biết được cậu đang thực sự nghĩ gì. Bản thân là một người nói dối có kỹ năng, vậy nên Kokichi có thể nhận ra người khác đang nói dối. Tuy nhiên thì cậu ấy thường vờ như không biết điều đó. Còn những ai không nói dối thì cậu lại thích khẳng định người đó đang nói dối. Bên cạnh việc nói dối, Kokichi nói chung là một người rất thông minh và cực kỳ nhạy bén. Cậu ta có khả năng tạo ra những kế hoạch phức tạp trong một khoảng thời gian ngắn. Kỹ năng lãnh đạo của Kokichi cũng rất sâu sắc và tinh tế. Cả lớp có thể bị dẫn dắt mà không hề hay biết. Kokichi là số ít nhân vật hiểu rằng để giành chiến thắng trong trò chơi chết chóc, bạn phải kết thúc nó chứ không nhất thiết phải sống sót. Vai trò phản anh hùng của Kokichi được thể hiện rất xuất sắc, dám chỉ ra những sai sót mà không ai dám thừa nhận. Some lies can lead the world to hope. Some truths can lead the world to despair. Thích một câu nói của Shuichi Saihara, nhân vật được yêu thích tiếp theo trong Danganronpa V3 Killing Harmony. Danh hiệu của cậu là Super High School Level Detective. Shuichi là một cậu bé trầm tính, nghiêm túc và lịch thiệp. Cậu thường đưa ra những nhận xét tiêu cực, hay đỏ mặt và đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù là một thám tử tay giỏi với khả năng quan sát vượt trội, Shuichi lại thiếu tự tin, cho rằng người khác có thể làm mọi việc tốt hơn mình. Tuy nhiên, vào những hoàn cảnh bắt buộc, Shuichi lại cực kỳ mạnh mẽ, luôn cố gắng hết sức để truy lùng kẻ chủ mưu. Cậu bình tĩnh và vững vàng, phân tích và lập luận, có thể tiếp cận sự thật nhanh hơn bất kỳ ai khác. Trong các phiên tòa, Shuichi đóng một vai trò quan trọng, thể hiện sự phẫn nộ rõ ràng khi ai đó bị đối xử một cách bất công. Cậu chính là kiểu nhân vật chính cần thiết để kết thúc trò chơi giết người một cách tốt đẹp. Và đó chính là top 8 nhân vật tiêu biểu được yêu thích nhất trong series Danganronpa. Có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy thất vọng khi không có waifu mà mình yêu thích trong danh sách. Nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều nhé, hãy cứ kiên định vào sở thích của bản thân. Những nhân vật không có trong danh sách không có nghĩa là họ tệ. Họ vẫn đóng một vai trò quan trọng để tạo nên sự thành công của series. Nếu có thể, mình muốn được cho nhiều nhân vật hơn vào danh sách, nhưng thế thì video sẽ dài lắm. Nếu như được các bạn ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục làm tiếp video về Danganronpa. Ví dụ như là top nhân vật bị ghét nhất chẳng hạn. Cuối cùng, đừng quên để lại một like cũng như một subscribe để ủng hộ cho tụi mình có động lực làm tiếp trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc mừng ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace!